bất động sản khu công nghiệp luôn là điểm sáng để chúng ta đầu tư. Và năm 2021, 2022, 2023, chúng ta đang nghe tới khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành Bình Phước. Và ngay ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023, Trọng Thơ đang đứng tại trục đường D1 rộng 50m của dự án BKMX Trơn Thành. Đường này chạy thẳng chúng ta sẽ ra ba trung tâm thương mại đường Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy những dãy nhà phố thương mại của BKMX thiết kế theo kiểu châu Âu rất là đẹp mắt, đã được xây dựng lên các trục đường này để kinh doanh cho thuê và buôn bán nha cả nhà. Rồi, tiếp tục. Đặc biệt hơn nữa là BKMX quy hoạch thông minh 50% công nghiệp và 50% đô thị. Trước mắt chúng ta là bên tay phải là khu công nghiệp và bên tay trái là khu đô thị. Hàng loạt những dãy nhà phố thương mại đã được xây dựng lên tại đây. Ở phía xa kia, Trọng Thơ sẽ zoom cho cả nhà thấy. Ở phía xa kia thì 5.000 căn nhà ở xã hội của BKMX đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tham dự lễ động thổ ngày mùng 10 tháng 3 vừa qua. Và tiếp tục là công ty CP này, công ty Hayat này và công ty điện tử Kawadi. Tiếp tục là nhiều công ty nữa đang được xây dựng tại khu vực này, đã cho đi vào hoạt động. Đặc biệt hơn nữa, chạy thẳng đường này, chúng ta ra tới quốc lộ 13 nha cả nhà. Chạy thẳng khoảng 4 km là chúng ta ra tới quốc lộ 13 tại trạm thu phí Trơn Thành, điểm giao giữa Trơn Thành và Bảo Bàng. Và sau này trục đường này thông ạ, khoảng 6 tháng nữa là thông đường rồi. Thì chúng ta chỉ chạy qua Bảo Bàng lẽ phải là chúng ta vào cái ngay vị trí mà Trọng Thơ đang đứng đây. Với vị trí trong khu công nghiệp như thế này, giá đất hiện tại chỉ 7 triệu trên 1 mét vuông. Đất của chúng ta là đất full thổ cư, diện tích mỗi nền là 5 x cho 30 nha, 5 sâu 30 full thổ cư. Đất của chúng ta là đất ở đô thị và kế bên là các khu công nghiệp. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ ngay ngày hôm nay để có những giá đẹp nhất và những sản phẩm tốt nhất, đầu tư an toàn, hiệu quả cùng tập đoàn BKMX. Nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất tại khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.